Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Bây giờ mình từ Fort Lauderdale chạy xuống Miami ở dưới đó 2 đêm. Đây là thành phố của Miami, tiểu bang Florida. Đây đang chạy vô phố cho các bạn. Quá trời cầu rồi building. Hồi nãy chạy ngoài ngoài freeway á, quay vô nhiều lắm. Bây giờ mình chạy đi là đến cái chỗ này chơi, nó gọi là cái đèn xanh đèn đỏ đang chạy xe cho nên cũng hơi lộn xộn, không cần thanh lép. Tới số quẹo trái đường số 5 phải không? Bên sai thằng này nó chạy qua mà nó không xe nhanh luôn, anh lấn mình qua rồi. Ở bên hông này là cái sân, cái dome không, cái dome của cái sân đánh banh không ta. Ở trên là cái cầu xe lửa điện, tàu điện nó chạy á, tàu điện chạy. Bên này là sân basketball nè, Miami Heat nè, đúng rồi đó, Miami, cái dome của Miami Heat á, sân basketball đó, Miami Heat bên đó. Mình vô nãy, bây giờ mình tìm lại đến chỗ chơi nãy là cái gì quên nữa. Bayside hả? Dạ nè. Số 5 bây giờ số 6. Ok, cái quay để theo này. Bayside hả? Bayside đây nè. Tới đây. Tới đây quẹo trái phải. Phải phải không? Phải luôn không? Okay. Rồi. Take a slight right turn, then turn right into the parking lot. Okay. Yeah. Bayside nằm đây nè. Bây giờ chỗ đó đi bộ. Đi. Bây giờ tôi đi. Ô, lên cầu nè. Bây giờ qua cái đảo từ ở Miami. Miami qua cái đảo Lighthouse ở bên này nè. Nhìn vô thành phố thì bên này là thành phố Miami nha các bạn. Đây nè, ở sau lưng mình những cái building này là của Miami á. Đây là lên cái cầu, qua cái cầu này là cái lighthouse. Lighthouse. Đây, đi qua đây. Ở đây bên hông đây là nó chạy từ biển vào phố luôn. Bây giờ qua thêm cái đảo nữa nè. Đây là chuẩn bị qua thêm cái đảo nữa nha. Bây giờ cái đảo giữa, bây giờ ra thêm cái đảo nữa nè. Bây giờ qua cái cầu thêm cái đảo nữa. Đây, qua cái cầu cái đảo nữa nè. Lên cái cầu này nè, đây là cái đảo nữa. Chắc qua hết cái cầu này tới rồi đó. Police reported ahead.
các bạn, mình đã đến ngay Cap Florida Lighthouse. Mình đã đến đây. Bây giờ quay cái cảnh này cho các bạn xem nha. Đây là cái lighthouse của Florida. Nhưng mà cái này nó thuộc về của Miami rồi, khúc Miami nha. Nhưng mà ngay chỗ này thì cái lighthouse này nó nằm ở đây thì nhìn ra là toàn là biển cả không. Biển mênh mông, nước ấm lắm cho nên bà con nằm ở đây tắm. Đây là những người khách du lịch không à, đây, khách du lịch không từ bên Pháp bên đồ. Mình có vừa mới nói chuyện có một số người bên Pháp bên đồ qua nha. Đó, người ta ở đây ta tắm. Mình vô lại. Đây là Cap Florida Lighthouse. Giờ mở cửa luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn nào đi qua bên Florida tới Miami này nên chạy đến chỗ này. Con đường mà từ ở trong Miami chỉ mình ra quay cái đảo. Ở đây là thuộc cái đảo nha các bạn. Ra đến đây con đường nó đẹp, hai bên đường nó đẹp như thế nào các bạn nên phải nên đi đến Florida, phải nên đi đến đây. Nếu các bạn đến Miami, Florida, Miami phải nên đến nơi đây. Yeah, mình để địa chỉ đồ ở đây, cái bấm GPS là Cap Florida Lighthouse thì nó sẽ đưa mình đến đây. Cho nên các bạn phải lên đến đây xem một lần cho biết nha. Yeah. Đây là cũng ở ngoài lighthouse luôn á. Sẽ quay vô trong. Phía trong là thành phố, xa là thành phố Miami các bạn. Đây là ở ngoài đảo rồi. Có một số người dân địa phương đến đây câu cá, cá bự lắm. Người địa phương đến đây câu cá. Vào Miami, hồi nãy mình đi ra ngoài ngoài Cap Lighthouse của Florida mà phía trong là trong đó là Miami nha các bạn. Bây giờ mình qua cái cầu vô lại cái đảo, vô lại đất liền. Bên này là cái đảo rồi. Đó, đất liền ở trong này đó, hai bên là biển, cửa biển rồi không nha. Cửa biển. Nha.
cái thành phố của Miami nha các bạn. Đây các bạn, đây là ban đêm ở dưới chỗ cái đường biển của Miami. Bây giờ mình đang đi kiếm mấy đồ ăn ở dưới kia, mấy cái quán bar này nha. Đây là phía trước là mặt ở ngoài biển, có mấy cái khách sạn nữa. Đây là trên đường Curling nữa. Yeah, đường Curling của ngay phố Miami nha các bạn. Cái khúc chỗ này là vui lắm á, khúc chỗ này là trước mặt nữa. Bây giờ mình kiếm kiếm cho ăn coffee restaurant. Ok, bây giờ mình vô kiếm chỗ rồi nha. Yeah, vô rồi. Đây, anywhere we want, right? Ok. Ok, where you want it? Oh, okay. One cooler. One cooler, maybe really is very nice right here too. Anh ngồi đâu qua đó? Cũng ngồi qua đó. Ngồi đây nè. Right here for people. Để nó chui sạch chút miếng ok. Đây. Đây các bạn, bây giờ đói bụng quá ghé vô cái tiệm tiệm này ăn nha. Nó có những món ăn cá hồi cuốn, gà burger. Không ăn gì burger hả? Trong qua đây ăn burger ta, không ăn phở nữa hả? Bé hai có burger hả? Ai này ăn burger không à? Sandwich burger không? Uống rượu à, ok thôi mời các bạn nha. Coconut shrimp. Coconut shrimp. Ăn bớt không? Yeah. Đây các bạn, buổi sáng ăn đồ Việt Nam, ăn phở. Bây giờ buổi tối ăn đồ Mỹ. Rồi kè tôm rồi ha. Ngon. Ngon không? Số 1 ba, bé 2. Dạ chưa ăn. Chưa ăn hả? How about you Băng Châu? Good hả? Good. Giống mẹ ha. Đây là trên đường street, quốc street mà. Dạ, ăn xong bắt đầu đi ra đi bộ về đường đó đó. Đi ra biển luôn. Ở trước đường á, như đường Trần Phú Nha Trang vậy á. Ở đây như đường Trần Phú Nha Trang vậy các bạn. Ăn đây đi ra. Ở trước nhà đang xây cho nên nhà hơi tối, mấy nhà này tối. Ở trên trên này nè. Bên trên đó đó. Đó, đường đẹp lắm. Ok, bây giờ ăn xong đi. Đây là trên đường Collin Avenue, ngay góc đường 20 nha các bạn, của Miami. Đang đi bộ, đang ăn xong đi bộ. Con đường này con đường chính của bãi biển Miami nè. Rất là đông người đi bộ. Nhưng mà bây giờ thì cũng vắng bớt. Bây giờ cũng gần 10 giờ rồi, 10 giờ mấy rồi. Đó, đi từ đây đi xuống luôn, chạy xuống biết cái con đường đây là tên mười mấy mai á, chạy xe thầm thầm. Colin chào các bạn, đang đứng trên bãi biển Miami, Florida. Và giờ này thì 8:15 mà cũng chưa có người nào hết. Mỹ nó chưa có tắm sớm, cũng có người nhưng mà không ở đông. Mình cũng đang đứng đây chuẩn bị xuống tắm biển.
Dạ, Mỹ đang nó đang dọn ghế dọn đồ thôi, chưa tắm nhiều, chỉ có lưa thưa vài người. Ở trên là những cái khách sạn của biển Miami, đang chuẩn bị xuống bơi, xuống tắm. Sau lưng mình là làm biển. Mặt trời vừa lên được một khoảng. Xuống bơi thử ha. Ok, xuống bơi ông Hùng. Để vừa tắm được bãi biển Miami đó các bạn. Đây là giấc mơ được trở thành sự thật nha. Đây à, không ngờ chuẩn bị xuống bơi luôn nè. Đó, lột đồ xuống bơi. À, những cái sạn mình đang ở trước mặt ở trên này là những cái sạn mình đang ở trên đó nha các bạn. Xuống này đi bộ xuống này tắm ở cái sạn mình đang ở đó. Bây giờ còn sớm á, Mỹ nó tắm trễ nắng lên nè, còn mình là xuống tắm sớm quá, bây giờ mới 8 giờ kém à, 8 giờ kém mà chưa cũng chưa có người không, nó mới đang dọn ghế rồi. Ồ, có con sứa ha. À, biển rồi. Bây giờ xuống biển mình bơi. Mà biển dưới này bữa nay nó không có cá ở đây ha, không có bằng bên kia. Xuống này mình bơi. Bơi cái cá không nha. Hùng bơi à. Đi tắm mà sao nãy giờ chưa ướt nước vậy hả? À, đây là chiếc xe máy cày nó đang cào những rác rồi nha, có rác có đồ đó thì nó cào nè. À, với nó làm cái đường cho nó bằng á, xe máy cày nó làm láng cái ở trên đó dấu chân. À, các bạn, bữa nay bây giờ mình tạm biệt Miami. Từ Miami bây giờ mình chạy xuống Key West thì bắt đầu chuẩn bị lấy xe đi.
thì đây là khách sạn là mình ở hai đêm ở đây rồi, ở Miami rồi, bây giờ chuẩn bị chạy Key West, đây là bắt đầu Key West.